thôi. Từ nãy đến giờ là từ 11 rưỡi nhà Hương đến đây, đến lúc này là 12 giờ kém 2 phút. Mà hai vợ chồng thì nửa con gà cũng có tiêu gì hết sạch. Đi thì cũng đã cảm thấy ấm bụng. Lúc đi ra thì chỉ còn một chút chút thôi. Thế nhưng mà cảm giác như là thời gian nó phải quay ra khoảng 2-3 tiếng rồi á. Nên là vì chắc làm việc mình say quá. Cái vị ở đây quá ngon luôn. Anh ơi, nếu anh lên giờ mà ở đây lên nhà thì anh nhớ gọi thêm một cốc bia cho em. Ok, deal. Ôi, deal. Thôi đứng một cốc nha. Đã đời, đã đời. Ôi, 12 giờ có nha. Ja, liebe Gäste, bei uns geht es gleich los. Flott mit einer Polka. Die Masse richtig gut zum Wetter, Sonne scheint. Draußen im Flughafen sitzen vielleicht. Und machen wir gleich mal eine große Karte in der Karten Polka. Bánh gì? Bánh này. Mình đổ không
đặc biệt. Thế là đặc biệt là chỗ là ăn cái bánh này và uống bia. Cái này còn thêm vị mặn mặn muối đó, nó đỡ say hơn. Giống như kiểu bia vậy, uống xong ấy thì thấy hơi ngọt ngọt của dặn. Và bánh này cũng ăn xong thì hơi hơi ngọt ngọt của dặn. Nó làm cho mình tự nhiên là cảm giác là muốn uống thêm một viên nữa, muốn ăn thêm một miếng bánh nữa. Cái cốc này rất là to. Đây là gì? Cái này to. Cái cốc này rất là to. Đây là tay của mình. Lọc của mình uống cốc bia. Hình xây ra cái này là nọc phẩm. Uống như này. Ồ, ý bảo là như này nhỉ? Không nọc phẩm xong. Sau đó thì cầm không bị nặng tay. Ok, ok, nghĩa là nó có bằng cái nó khoảng nhiều tay. Hôm sau, tay mình cầm cái cốc này cầm. Hình xây ra cái này là nọc phẩm. Rose. Ở đây có thêm nhà, em cảm thấy phê hơn. Anh ơi, xem có bao nhiêu nào? Ở trong này thứ nhất là vừa kín gió uống thoải mái,
ra nữa là trong này kiểu mọi người có vẻ rất là nhiệt tình uống. Có bàn cho nên ngồi cảm thấy thoải mái hơn so với việc là đứng xong rồi uống đúng không anh? Ôi, có nhà nghe hay quá à? À, mọi người cũng nhìn rồi. Con đấy, con muốn chia thương mà mình, đốt thương mà mình. Các bạn hãy cùng Hương nhắm mắt vào để thưởng thức âm nhạc nhé. Một phần là con người, một phần là xúc xích, một người là con người có xúc xích. Oh, wow.
The wind is so strong on